Xin kính chào và cảm ơn quý chị đã đồng hành cùng An ninh cận cảnh với những thông tin an ninh trật tự an toàn xã hội vừa cập nhật. Ngay bây giờ mời quý chị cùng đến với những thông tin đầu tiên. cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Thạnh, 29 tuổi, thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng về hành vi trộm cắp tài sản. Theo đó, từ đầu tháng 12 năm 2023 trên địa bàn huyện Vĩnh Hưng liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm xe máy khiến người dân lo lắng. Nhằm ổn định tình hình an ninh trật tự, công an huyện Vĩnh Hưng đã xác lập chuyên án đấu tranh làm rõ. Ngày 5 tháng 1, ban chuyên án phát hiện hai người có biểu hiện nghi vấn nên chốt chặn và bắt giữ. Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ nhiều tang vật gồm một chìa khóa, một bịch bột ớt khô, một con dao Thái Lan. Tại cơ quan công an, Thạnh khai nhận đã cùng vợ tên Trần Thị Kiều Anh, 20 tuổi, xã Hội Xuân, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, thực hiện 5 vụ trộm cắp xe mô tô bán lấy tiền trả nợ. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đã thu hồi 5 xe mô tô và tạm giữ hình sự Thạnh, không tạm giữ hình sự Kiều Anh do đang nuôi con nhỏ. Theo thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông, trong ngày đầu cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Giáp Thình, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã xử lý hơn 10.300 trường hợp vi phạm, trong đó có 2.393 lái xe vi phạm nồng độ cột. Theo đó, tổng số tiền xử phạt vi phạm là hơn 23,3 tỷ đồng, đồng thời lực lượng Cảnh sát Giao thông đã tạm giữ 97 xe ô tô, 3.278 xe mô tô, 124 phương tiện khác và tước 2.219 giấy phép lái xe các loại. Cũng theo Cục Cảnh sát Giao thông, hiện 6 tổ công tác của Cục đã trực tiếp xuống địa bàn, chỉ đạo các tổ tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trên toàn tuyến. Thông tin xử lý vi phạm đã được các tổ công tác cập nhật vào phần mềm theo quy định với 308 trường hợp. Đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp này sẽ được thực hiện đến hết ngày 9 tháng 3 năm 2024. Công an thành phố Hồ Chí Minh và công an các tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh và Tiền Giang vừa sơ kết một năm thực hiện cơ chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự địa bàn giáp ranh giữa 7 tỉnh thành phố, đề ra phương hướng nhiệm vụ cho năm 2024 và thời gian tới. Dự báo tình hình nhiều khó khăn thách thức hoạt động của các loại tội phạm sẽ gia tăng và phức tạp hơn, nhất là tội phạm liên quan tín dụng đen, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm đường phố gây rối trật tự công cộng. Công an thành phố Hồ Chí Minh và công an 6 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh, Tiền Giang sẽ tăng cường siết chặt quản lý lưu trú, quản lý địa bàn phối hợp chặt chẽ giữa các địa bàn giáp ranh trong tuần tra, kiểm tra hành chính các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, tập trung kiểm tra các tụ điểm công cộng phức tạp tại các địa bàn giáp ranh. Cùng với đó kịp thời phát hiện triệt phá các loại tội phạm lợi dụng địa bàn giáp ranh ẩn náu, hoạt động, phát hiện triệt xóa và xử lý nghiêm các đối tượng băng ổ nhóm hoạt động tại các tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy và tệ nạn xã hội. Công an tỉnh Quảng Nam vừa thông tin về vụ tai nạn giữa xe cảnh sát giao thông và xe máy xảy ra vào chiều ngày 11 tháng 1. Theo đó, vào lúc 15 giờ 50 phút ngày 11 tháng 1, tổ tuần tra kiểm soát đội cảnh sát giao thông số 2 thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Nam tổ chức tuần tra lưu động trên tuyến quốc lộ 14B. Khi xe cảnh sát giao thông đến km 44 47 tuyến quốc lộ 14B, đoạn qua thôn Đông Lâm, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam thì bị xe máy do anh Riếu Vi, 20 tuổi, ngũ xã Tạp Hinh, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, cầm lái chạy cùng chiều phía sau. Do trời mưa đường trơn nên xe máy va chạm vào xe cảnh sát giao thông, vụ tai nạn làm cho anh V bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng và tử vong vào lúc 17h45 phút cùng ngày. Kết quả kiểm tra ban đầu trong máu anh V có nồng độ cồn. Vụ việc đang được Công an huyện Đại Lộc tiếp tục điều tra làm rõ. Công an thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp đang tạm giữ hình sự Nguyễn Phúc Duy 41 tuổi, ngụ xã Mỹ Tân huyện Cao Lãnh để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Theo thông tin ban đầu, ngày 10 tháng 1, Duy đến đội cảnh sát giao thông công an thành phố Cao Lãnh để giải quyết hồ sơ vi phạm. Tại đây, cán bộ cảnh sát giao thông hướng dẫn Duy viết tờ trình nội dung về sự việc vi di phạm hành chính về lĩnh vực giao thông đường bộ nhưng Duy bỏ về không ký vào biên bản vi phạm vào ngày 2 tháng 1. Lúc này Duy cho rằng mất thời gian và phải đi lại nhiều lần nên không thực hiện và có những lời lẽ thô tục, xô ngã ghế tại phòng làm việc. Chưa dừng lại, Duy còn dùng mũ bảo hiểm đánh vào mặt cảnh sát giao thông và có những lời lẽ đe dọa lực lượng làm nhiệm vụ. Duy đã bị khống chế ngay sau đó. Hiện công an đang tiếp tục điều tra và xử lý vi phạm theo quy định. Thưa quý vị, Công an phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết đã hoàn tất hồ sơ và bàn giao đối tượng Hồ Thái Tùng, 34 tuổi, trú phường Mân Thái cho Công an quận Sơn Trà để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, Công an phường Phước Mỹ đã phát hiện Tùng có các biểu hiện liên quan đến ma túy nên tiến hành theo dõi. Đến ngày 9 tháng 1, Công an phường phối hợp đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Sơn Trà kiểm tra một căn hộ trên đường Võ Chăn Kiệt. Qua kiểm tra, Công an phát hiện Tùng đang tàn trữ trái phép 10 viên nén màu trắng hình chữ nhật nghi là ma túy dạng thuốc lắc, 4 gói ni lông bên trong chứa chất tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy dạng ketamin. Tùng khai số ma túy này là của mình. Được biết, Tùng có tiền án 15 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy và vừa mãn hạn tù trở về địa phương. Công an thị xã Hương Trà tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoài Châu sinh năm 1977 trú tại tổ 4 phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, ngày 13 tháng 12 năm 2023, sau khi đi nhậu về, Châu đến nhà cha ruột ở tổ 4, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà để tìm vợ con. Thấy Châu sai xỉn nên cha của Châu đã đuổi Châu về nhà. Sau đó, hai bên xảy ra mâu thuẫn, được mọi người khuyên can, Châu bỏ đi. Đến chiều cùng ngày, khi thấy cha mình đang ngồi trước sân nhà, thì Châu cầm dao xông đến cứa nhiều nhát vào cổ, bàn tay của cha ruột gây thương tích. Qua giám định, cơ quan công an xác định tỷ lệ thương tật của nạn nhân là 12%. Theo cơ quan công an, Nguyễn Hoài Châu là đối tượng vừa thi hành xong án phạt tù về tội giết người, chưa được xóa án tích nhưng vẫn tiếp tục gây án đối với cha ruột của mình. Thưa quý vị, đến ngày 11 tháng 1, đám cháy xảy ra trên đỉnh núi Cô Tiên thuộc phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã tắt hoàn toàn và không gây thiệt hại. Hạt Kiểm Lâm Nha Trang cho biết vụ cháy xảy ra tại khu vực rừng tự nhiên tái sinh, chủ yếu là cỏ tranh và cỏ lao cùng với cây bụi khô. Trước đó, ngọn lửa bùng phát từ chiều ngày 10 tháng 1 và bắt đầu lan trên các giặt cây bụi. Đến đêm cùng ngày thì tắt do có mưa. Ngay sau khi nhận được tin báo cháy, lực lượng kiểm lâm, dân quân và công an phường Vĩnh Hòa đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, cảnh báo sơ tán người dân và du khách khỏi các khu vực nguy hiểm, đồng thời cắt cử lực lượng theo dõi chặt chẽ tình hình cũng như triển khai các biện pháp phòng cháy đảm bảo an toàn cho khu dân cư xung quanh. Nhiều người dân và du khách đã chủ động di chuyển xuống núi an toàn. Hiện các đội dân phòng, quân đội và công an vẫn đang tiếp tục ứng trực để phòng ngọn lửa có thể bùng phát trở lại. Thưa quý vị, đi cùng với hàng lậu còn có hàng nhái, hàng giả các thương hiệu nổi tiếng vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Do đó cần đồng bộ các giải pháp phối hợp giữa các cơ quan, doanh nghiệp và người dân để triệt để ngăn chặn tình trạng buôn lậu gian lận thương mại. Quan trọng hơn cả, chống hàng giả phải đặt lợi ích của người tiêu dùng lên hàng đầu. Đây là chia sẻ của các đại biểu tại diễn đàn Chống buôn lậu gian lận thương mại, uy tín doanh nghiệp và quyền lợi người tiêu dùng được tổ chức vào ngày 11 tháng 1 tại Hà Nội. Các hành vi vi phạm trong hoạt động thương mại gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân, doanh thu của doanh nghiệp và thất thu ngân sách nhà nước, một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng này là do việc chia sẻ thông tin của người dân đến lực lượng chức năng còn hạn chế, doanh nghiệp thì e ngại ảnh hưởng đến chính nhãn hàng của mình và các cơ chế chính sách trong chống buôn lậu còn chồng chéo. Các doanh nghiệp cho rằng đối tượng cần được bảo vệ nhất chính là người tiêu dùng vì người tiêu dùng chính là nguồn tồn tại của doanh nghiệp khách hàng phản hồi về công ty đó là gặp tình trạng đó là khách hàng mua phải những cái sản phẩm kém chất lượng mang thương hiệu của công ty nhưng mà sau khi truy vết ra thì lại không phải là sản phẩm của công ty và đây là một cái vấn đề mà khiến cho chúng tôi cũng rất là nhức nhối và đau đầu chưa thể nào tính toán được cụ thể về thiệt hại của công ty như thế nào nhưng mà uh, chắc chắn là mình đã mất đi một cái thương hiệu cũng như là một cái phẩm thị phần khách hàng rất là lớn rồi có cái điều quan tâm hơn nữa để bảo vệ cho cái người tiêu dùng là chính chứ còn bản thân của tôi thì Doanh nghiệp tôi thì tôi nghĩ người ta mua thì ta, ta, mình lờ mà người ta ít mua thì mình ít lờ đi thì tôi rất là mong cơ quan nhà nước ban ngành nên kiểm soát lại những cái gì mà nó không có đúng về cái chất lượng thì cũng nên ngăn chặn lại để cho cái người nuôi trồng cho người ta đỡ bớt tại cái ngành của tôi là liên quan tới nuôi trồng cái quyền lợi của người dân rất là lớn Đại diện các cơ quan chức năng cũng cho biết, một vấn đề nổi cộm gần đây đó là kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng trong môi trường thương mại điện tử diễn ra phổ biến và gia tăng. Năm 2023 là năm đầu tiên triển khai đề án 319, lực lượng quản lý thị trường đã tiến hành xử lý được 676 vụ vi phạm. Con số này còn tương đối khiêm tốn so với quy mô vi phạm hiện nay trên môi trường thương mại điện tử. Kỳ vọng đến năm 2025 sẽ có những biện pháp tốt hơn, áp dụng công nghệ tiên tiến hơn trong công tác phòng chống ngăn chặn gian lợi thương mại. Cuối bản tin là thông tin thời tiết hôm nay tại một số tỉnh thành trong khu vực. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng An Ninh cận cảnh. Quý vị có thể xem lại bản tin này vào lúc 14 giờ 50 phút hôm nay trên sóng truyền hình hoặc xem ngay trên các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.